Độc lạ sao Cát. Sao Cát là một nhánh của sao biển nằm ở sâu trong đáy đại dương. Sao Cát có nhiều ở vùng nhiệt đới như Đông Phi và khu vực Thái Bình Dương. Chúng khá to. Một con sao Cát trưởng thành có độ dài bán kính lên đến 27 cm. Trên bề mặt của sao Cát có những đốm tròn nổi lên khá kỳ dị. Năm cánh hoặc năm chân của nó thì có hình thù khá giống như một bộ phận nhạy cảm của con người. Kích thước to lớn cộng với vẻ bề ngoài khiến người ta nổi da gà của sao Cát khiến chúng được xếp loại vào những loại động vật không ai muốn động vào.